Chào các bạn nha, đây là người ta giác nha các bạn. Này chấu càng nha. Cái này cám hay là chấu càng hả cô? Cám nha các bạn. Đó, miền Tây thì có mấy cái cảnh này quay cho các bạn coi. Đó. Miền Tây nha các bạn. Đó, sông nước. Đó, giác mà. Bao vậy là 50kg không? 50. Đó. Ai vô cái kèo này 1 tấn thì được nhiêu tiền? 1 tấn giác là được nhiêu tiền? Mấy chục ngàn? 70 ngàn hả? Đó. Miền Tây của mình là có mấy cái cảnh này nè nha. Đâu có thấy mặt đâu. Ông đưa mặt lên coi. Không có thấy xa lắm. Đó nha các bạn. Đó, ông đưa mặt lên đó. Đó. 50-60kg một một bao nha các bạn. 50-60kg một bao nha, chứ không phải là nhẹ đâu nha. Đây còn trái nữa. Không phải cái kèo này mà dễ ăn đâu. Gặp mấy cái bữa mà nước mà nó hơi kém á, thấy đi cái đòn không à. Đó, 60kg một bao, giác nổi gì vô. Đó, bước lên cái bực nữa đó nha, chứ không phải dễ đâu à. Mà xe cái ghe nó theo con cái nước nó gập ghềnh á. Đó. Miền Tây mình là nó có mấy cái cảnh này. Đó, nặng lắm nha các bạn. Nó ta làm quen rồi mới được, chứ mấy người làm mà yếu là làm không nổi đâu. Đó. Đó. Đó, lên cao nha các bạn. Nó phải dễ ăn đó. Đó, khép cửa lại. Tàu đằng kia, cái chiếc kia đằng kia nó đang chạy. Đó, bến sông nha các bạn. Bến sông nha các bạn. Đó, nhà máy xây xác. Mấy chiếc ghe đó là ghe lúa đó nha. Ghe lúa nha các bạn. Ghe lúa, còn cái này nhà máy xây xác nè. Đó. Thì nó sẽ có những cái phụ phẩm như là chấu nè. Chấu đó, cái này là chấu nè, bên kia cũng là chấu đó. Đó. Đâu phải dễ ăn đâu. Đó, xuống tắm luôn, ngứa. Đó, ngứa luôn. Đó, cái vùng sông ướt mình đến cái gì vậy các bạn. Đó, ướt mình hết trơn cho các bạn. Đâu phải dễ ăn đâu các bạn ơi. Đó. Đó. Không phải dễ ăn. Cái này có cách là nãy vô. Có người đứng ở trên đó dậm vô tiếp. Đó. Cái này cũng phải có cách nha các bạn. Cách là nãy nha. Nãy vô. Đó. Móc vô. Bây giờ nó có cái đầu gài dễ hồi xưa. Hồi xưa nó có cái chốt chặn không à. Khó làm lắm. Bây giờ cái chế này dễ nè. Chứ hồi đó mà bằng cái cây ấy á. Trời đất ơi. Đó. Đó, còn mấy người trên. Còn mấy bao sót nè. Đó. Đó. Ghe này ghe mấy ngoài nha các bạn. Mấy dầu nha các bạn. Đó. Rồi, thấy xu lụm tiền chứ? Lụm tiền. 250. Hồi sáng tới giờ. Mấy người ông nội? 8 ngàn.
rưỡi nha. Người 250. Người 250 hồi sáng giờ. Tắm luôn hả? Tắm luôn. Không có phải luôn đây để mà tôi thay đồ nữa. Hư hình hết ông nội. Gì? Hãy dùng trong đây kìa. Đó, đó cái vùng quê. Cái vùng quê thì nó vậy. Cái bao tay hay gì nó dục xuống à. Không dây. Đó. Đó, cái vùng quê mình vậy nha các bạn. Đó, giác rồi ta tắm luôn. Đó, miền Tây thì mấy cái cảnh này. Giặt đồ luôn hả? Về nhà đỡ hao nước hả? Đỡ luôn, đỡ hao nước luôn. Đỡ tốt. Đó. Bất giác. Vậy là hầu mấy giờ tới mấy giờ mà bây giờ mới được ta 2,5 ngàn. 4 giờ khuya hả? 4 giờ khuya mà làm tới đâu dữ vậy ông nội? Dạ xa. Chắc cậu đi. À. Trời mưa gió. À. À trời. Ờ à, chắc cũng có thế ha, hồ mình ban lại ha ta. Ừ, chứ để hồ đóng là khó lắm. Có thế nè. Mà sao mấy anh kia tắm mà còn hai ông nội ở trên này? Đó, tội nặng, tội nặng. Tội nặng. Đủ tội nặng. Đúng rồi luôn. Tình lên ở trên xe là có cái cực của trên xe ha. Câu nào ra câu đấy. Đúng rồi. Vậy đó, đủ tội luôn. Đúng rồi, không phải, không phải. Không phải bị cái câu nào nó sướng thì có cái sướng của nó mà nó không phải có cái cực của nó. Ngày bóng chát là không có nào sướng hết trơn. Không phải, yếu nói là một khâu nó theo một khâu. Đó. Kéo nãy cũng mắc chắc lại. Đó phải ban lại nha các bạn cho nó mới đồng xe nha. Lại quay lại 22 ban đó. Bên này thì không đã quay thêm về cho hai nó muốn lộn à. Bên tên tủ, bên tên tội đó ông quay đi ông lên. Cái gì ông lên phải nó đủ tội. Quay mất tiền luôn nè. Đâu đâu phát tiền á, cái gì cũng phát tiền nó mới hay. Cho nên cái mỗi cái khâu nó có cái cực cái riêng của nó. Mấy ông nội này khỏe hơn rồi. Cái gì? YouTube là chơi. Hả? YouTube á. Đó, YouTube rồi chơi mà có gì đâu. Chứ đâu có làm gì. Cho mấy người xa quê hồi đó người ta làm nghề bốc vác á, người ta vô người ta coi. Kéo giùm em cây bạc lại mấy anh. Trời bây giờ bằng giùm đủ, mẹ sáng giờ nó 250 bằng giùm đủ mấy cái. Đó, mấy cái bên kia là bến sông nha các bạn. Đó. Mấy cái khói lên là nhà máy xấy lúa nó đang xấy lúa nữa nha các bạn. Nè mình zoom ra gần này cho các bạn coi nè. Đó. Ôi đó cho các bạn coi nha các bạn, bến sông nha các bạn, chiều rồi đó, mình sẵn mình thấy mình quay luôn cho các bạn coi ở đây nhé, mấy nhà máy xây xác không nha các bạn, mấy nhà máy xây xác không đó, này là ghe chấu nè đó, cái bà chủ ghe nè đó, mấy này tắm luôn. Vậy là đỡ tốn nước hả? Về nhà khỏi tắm lại. Về tắm lại chứ, về tắm nhà bông rồi đó. Dạ. Thôi, cảm ơn mấy anh nha. Cảm ơn mấy anh nha. Nãy giờ quay cũng cảm ơn. Ủa, có mấy thằng trên xe hay cực cái ta. Vậy là mấy người trên xe phải nhiều tiền hơn chứ ta. Nhiều hơn. Cái gì đủ tội chân. À, đó. Thôi, kết thúc nha các bạn. Chào.